One Piece Chapter 1097 đã có những tình tiết cực kỳ hay về Ragan. Trong đó phải nói điều gây bất ngờ nhất chính là tiết lộ Ragan từng phục vụ trong hải quân thời niên thiếu của ông. Ragan ít nhất cũng có được những sự huấn luyện khắc nghiệt tương tự như Luffy từ Gáp. Ông đã có được một chỗ đứng nhất định ở trong hàng ngũ của hải quân. Nhưng vì biến cố nào đó mà Ragan đã dần dần thay đổi và rồi trở thành một chiến sĩ tự do đi tìm công lý của riêng mình trên thế giới. Kuzan là người thứ hai được biết đến rộng rãi, nguyên nhân là từ biến cố Ohara đã ảnh hưởng đến sự nghi hoặc của ông với chính phủ và từ đó có những nước đầy bí ẩn như luôn theo dõi Nico Robin, người mà chính phủ phát lệnh truy nã và tiêu diệt bằng mọi giá. Rồi sau đó tranh vị trí từ Sudodop thất bại, Kuzan quyết định giải ngũ trở thành một hải tặc liên minh với lại Râu Đen. Ông cũng đi tìm công lý cho riêng mình. Kuzan sẵn sàng vì công lý đó mà giao chiến với người thầy cũ là Gap, khiến cho Gap phải thất bại và mất tích như báo chí đưa tin. Vậy thì sức mạnh và đẳng cấp của Ragan ít nhất cũng phải là cỡ Kuzan hoặc thậm chí là hơn, để trở thành một thế lực đối trọng cực kỳ hùng mạnh vào giai đoạn cuối của One Piece. Những câu chuyện tiếp theo về Monkey D. Ragan, người sau Haki bá vương bí ẩn bậc nhất One Piece lúc bây giờ sẽ được kể tiếp. Khi mà sang cái cấp độ Haki phát ra như sóng wifi, vừa mạnh vừa chuyện đi được xa để tác động đúng vào độ đốc và lột, thì Ragan cũng không hề kém tới Hoàng Sanh một chút nào đâu. Ở cuối chapter 1097, chúng ta cũng nhìn thấy được Zinni, cô là chỉ huy quân cách mạng quân đội Phi Đồng sau một thời gian tham gia tổ chức, cho thấy được Zinni cũng tương đối mạnh mẽ, đủ khả năng để chỉ huy một cánh quân như thế. Hãy quan sát lại thời điểm mà quân cách mạng tấn công thánh địa Medinjoy, Karasu hay Mokley đều cũng có những kỹ năng chiến đấu vô cùng đặc biệt, đủ để khiến cho đô đốc bại lục hay là hộ tím gặp rắc rối. Cho thấy ít nhất là Zinni cũng sẽ được đánh giá cao về mặt sức mạnh, nhưng vẫn bị tập kích và bắt cóc bất ngờ với một kỹ nào đó xuất hiện vào cuối chapter 1097. Vậy thì kỹ này là ai? Liệu có phải là Akainu hay sẽ là một nhân vật khác rất mạnh mà tác giả Oda sẽ tiết lộ? Và ngồi ra chapter 1098 sắp tới đây sẽ có những sự kiện nào hot? Anh em hãy cùng mình để dự đoán ở trong video này nhé. Đừng quên đăng ký kênh để giúp băng bình rét tiến gần hơn tới cái nút bẹt anh em nha. Chân thành cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Hiện tại chúng ta đang có một đoạn hồi tưởng về ký ức của Kuma, nó vẫn còn tiếp diễn mà chưa chấm dứt. Mình dự đoán rằng sẽ còn một phần hồi tưởng nữa để hé lộ thêm manh mối khá quan trọng liên quan đến arc tiếp theo của băng mũ rơm. Như các bạn đã thấy thì khoảng 14 năm trước, Zinni cho biết mình sẽ cùng quân đoàn tham gia chiến dịch sắp tới cùng Kuma, người hiện tại không có mặt ở nơi họ tụ tập. Nếu như là một cuộc tập kích bất ngờ thì khả năng cực kỳ cao đã có thông tin tình báo từ trong quân cách mạng gửi đi từ trước, có nghĩa là lúc này thì đã có nội gián. Chuyện này cũng đơn giản để hiểu, hải quân sẽ không bao giờ để yên cho quân cách mạng hoạt động rầm rộ. Họ cần phải đi những nước cờ, giống như là Kai Rosinante nằm vùng trong băng hải tặc Don Quixote của đồ Flamingo, hay là Eret trong băng hải tặc của Kaido. Tạm thời chúng ta chưa có thông tin nào về kẻ nằm vùng, vì đây chỉ là một đoạn hồi tưởng ngắn, không có quá nhiều râu ria như cái trận chiến lớn vừa rồi. Thì những gì được thấy chapter 1092, Kuma xuất hiện tại thánh địa Medinjoy, bị ngán đường bởi những người lính hoàng gia, thì Kuma đã chống trả lại bằng sức mạnh của trái ác quỷ, phá banh nhà lòng một số công trình tại đây. Người xuất hiện ngăn cản Kuma chính là Sakazuki, thủy sư đô đốc hiện tại của hải quân. Tại đây, Lữ Thiên Long Nhân ra sức nhục mạ Sakazuki vì những củ ngon vật lạ không được dâng lên cho bọn chúng trong thời gian này, lý do là quân cách mạng đã vào đốt sạch, thậm chí còn chặn đánh tàu chở lương thực trên biển của bọn chúng. Nguồn cung cấp lương thực, sản vật quý hiếm như là voi chính ngà, gà chính cựa, ngựa chính hồng hào của chúng cũng đã không còn được bón tận mồm, bảo sao mà không cày. Dù bị lăng mạ, bị gọi trực tiếp là chó đỏ một cách thô thiển, ra lệnh như một tên nô lệ, nhưng mà Sakazuki vẫn ngậm điếu xì gà phớt lờ mọi thứ. Thái độ của thủy sư đô đốc cũng là rất cay cái lũ ăn hại này, nhưng vì vai vế cấp bậc không được đề cao thì cũng đành ngậm điếu xì gà rít khối cho đỡ cày mà thôi. Sakazuki nhắc đến chuyện Kuma không còn được kiểm soát nữa, ông cũng hỏi Kuma rằng đem muốn hướng đến đâu, cho thấy được thực sự Sakazuki cũng đang rất thắc mắc những gì mà Kuma đã từng trải qua. Đặc trường hợp nếu như Sakazuki khi còn trẻ, ông ta là người đã tập kích tới bắc Zinni, thời điểm đó thì là một hải quân cũng khá triển vọng, 14 năm về trước là một phó đô đốc hải quân. Thì ít nhất những gì mà Kuma đã trải qua, Sakazuki cũng sẽ biết phần nào đó, những gì liên quan đến Zinni hay Zinni cũng sẽ rõ như ban ngày. Vậy thì câu hỏi mục tiêu của Kuma là gì trong bối cảnh hiện tại, liệu có hợp lý? Lý do mà Kuma trở lại thánh địa Medinjoy chúng ta chưa hề biết. Nơi đây Kuma từng là một nô lệ, Benny cũng không hề có mặt tại nơi này. Vì thế nói về việc Kuma trở lại Medinjoy để bảo vệ cho Benny là chưa hợp lý. Nếu ông muốn bị biến thành nô lệ để bảo vệ cho đứa con gái của mình, thì Kuma sẽ không ngu dại gì mà tấn công thánh địa Medinjoy để gây thêm thù hằn, một hành động không mang thiện chí chút nào. Mình nghĩ rằng việc Kuma trở lại Medinjoy là nhằm mục đích khác, có thể chính là dạy cũ cho Zinni, người cũng đang bị biến thành nô lệ ở thánh địa vào lúc này. Từ nhỏ thì Zinni là một cô bé nô lệ rất ma mảnh, đánh cắp Dede Moshi để tung các tin tức ra bên ngoài, chịu dùng hải tặc đánh gót Valet tấn công Thiền Lồng Nhân, trở thành chỉ huy quân cách mạng, rồi bị bắt bởi một kẻ nào đó chưa rõ. Và câu hỏi lớn nhất được đặt ra, hiện tại Zinni còn sống hay đã chết? Và nếu như còn sống thì cô ấy đang ở đâu? Khi mà Zinni còn sống, Kuma mới ngon ngọn trở thành thất vũ hải, phụng sự chính quyền thế giới một cách tuyệt đối như vậy. Zico Moria từng nói rằng trong số tất cả các thất vũ hải, chỉ riêng có Kuma là vân dạ, phục tùng trung thành không hề có sự phản kháng. Chứ còn riêng hắn thì muốn làm gì tự ý, cả đô Flamingo còn xem hải quân chính phủ chả ra cái quái gì, tự tung tự tét. Muốn làm gì thì làm, muốn làm thất vũ hải thì làm,
không thích tung tin từ chức, chẳng ai cản nổi. Ý có một sự ràng buộc là Jenny vào thời điểm 14 năm trước, sau khi cô ấy bắt cóc thì mới khiến cho Kuma chấp nhận để bị nghiên cứu như vậy. Bảo vệ người phụ nữ của mình, dù phải trải qua cái giá đắt cỡ nào cũng chấp nhận. Vậy thì mình nghĩ rằng, người bắt cóc Jenny có liên quan mật thiết đến chính phủ, nhưng không phải là Sakazuki, vì gần đây em ta không hề biết động cơ của Kuma là gì. Từ đây mình tin rằng đoạn hồi tưởng tiếp theo của Kuma chapter 1098 sẽ nói về hành trình mà ông nhận được tin dữ về Jenny, rồi theo dấu kẻ bắt cóc đến gặp Ngũ Latin. Anh Satan có tham vọng cực kỳ lớn trong việc nhờ Vagabond nghiên cứu sức mạnh của người khổng lồ. Ở bên Hazard, đã có rất nhiều người khổng lồ bị đóng băng bỏ lại ở đó. Nó là những thí nghiệm về nhân tính, kết quả không thể đạt được như mong muốn. Satan mới nhắm đến Kuma, tộc nhân cuối cùng chủng tộc Bukhania, để cải tiến thành một đội quân Pacifista mạnh mẽ, đặt lệnh kiểm soát tối cao nhất cho Ngũ Latin. Và đó cũng là sức mạnh của những đội quân người khổng lồ. Vì thế để đảm bảo rằng Kuma phục tùng chính phủ, chấp nhận mọi điều kiện một cách tuyệt đối, chỉ có thể là bắt giữ người mà Kuma yêu thương nhất. Vì sao mà họ biết? Thì căn cứ vào tên gián điệp trong quân cách mạng mình đề cập ở trên, bắt được Kuma là một chuyện hết sức khó khăn, vì thế bắt Jenny sẽ dễ dàng hơn. Tình yêu giữa hai người họ sẽ khiến cho Kuma vì người mình yêu mà chấp nhận đánh đổi, trở thành công cụ của chính phủ lợi dụng. Đặc biệt thì các bạn cũng thấy trong giai đoạn cuối này, chúng ta đang được nhắc đến một nhân vật bí ẩn nắm giữ tấm hồng phiến cuối cùng. Kỹ này đang một trái quỷ có thể điều khiển được xoáy nước, để trên con thuyền màu đen nhấn chìm tất cả ai đến gần. Zero cũng dự đoán rằng gã này có thể đang làm việc cho chính phủ, vì để đảm bảo cái hải tặc không thể tìm thấy được bốn tấm hồng phiến, tấm cuối cùng này rơi vào trong tay của chính phủ là không có gì lạ. Vào khoảng 25 năm trước thì tấm hồng phiến này còn đặt ở đảo người cá, rồi cho đến đây tìm nó, nhổ đèn chạy mã, rồi đặt chân lên lắp theo. Gần đây chúng ta cũng thấy được vua Neptune, người cai trị đảo người cá, đã có mặt trong hội nghị Rivaria. Dù trước đây thì người cá luôn bị phân biệt đối xử bởi con người, hoàng hậu Otohime đã hy sinh cả tính mạng của mình để gắn kết, xóa bỏ sự thù hận của hai chủng tộc. Để thực hiện theo mong muốn của hoàng hậu Otohime, vua Neptune đã giao ra tấm hồng phiến cho chính phủ như một món quà để tham gia vào liên minh chính quyền thế giới, trở thành một quốc gia bình đẳng, người cá sẽ không bị xa cách bởi thù hận với người khác. Tấm hồng phiến ở đảo người cá biến mất mà không có ai biết lý do, chính là do chúng ta nghĩ rằng rêu trắng trong thời gian bảo hộ đã lấy đi. Mà thực tế tứ hoàng rêu trắng không có giữ tấm nào, sau khi bích mâm đến bầu trời cũng không tìm thấy bất cứ tấm nào cả, bởi vua Neptune đã giao cho chính phủ. Và từ đây chúng ta có sự liên kết với người đàn ông có vết bỏng giữ tấm hồng phiến cuối cùng trong nhiều năm và đồng thời cũng làm việc cho họ. Giờ là giai đoạn hồi tưởng của bên đây từ ký ức của Kuma liên quan đến một nhân vật nào đó khá mạnh bắt cóc Jenny, ra điều kiện để bắt buộc Kuma trở thành đối tượng nghiên cứu khoa học tạo ra cái Pacifista. Nếu mình suy luận rằng chấp tôn 1098, nhân vật bắt cóc bên đây sẽ lộ diện, hắn ta là kẻ có vết sẹo bỏng trên khuôn mặt. Nếu như không lầm thì hắn ta có thể là một thành viên ở trong đội thánh kỵ sĩ. Hắn ta đang ở Elbat để thâu tóm hòn tộc vùng đất này bằng những kế sách nào đó chưa rõ. Vì xanh được cho biết là có mối liên hệ với gia tộc Figelen, người mà đứng đầu hiện tại là Figelen Galen, nên anh ta cũng có mặt tại Elbat tiêu diệt băng kết trước khi mà hắn ta gây rối loạn. Hãy xem lại khi mà Aquano kết thúc, Sen nói rằng mình sẽ đi tìm Wanbi kể từ bây giờ, đồng nghĩa anh ta cũng biết đến nhân vật có vết sẹo bỏng. Sau khi đến bài kết cũng đã tìm được bản sao của ba tấm hồng phiến. Sen rất tự tin để tìm Wanbi, nhưng có một kẻ ngán đường cực kỳ mạnh đối với anh ta, không phải Luffy mà chính là Rau Đen. Ý cũng đang có được bản sao của ba tấm hồng phiến, đồng thời hắn cũng đang nhắm đến tấm cuối cùng. Gần đây một vài thành viên trong băng Rau Đen đã có mặt tại SH, một diễn biến đang cực kỳ thú vị. Và bạn suy nghĩ gì về những vấn đề này? Hãy để lại một dự đoán của bạn ở dưới video này nha.